Hi, xin chào mọi người. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Thì hôm nay mình lại mời mọi người xem mình làm một cái món ăn rất là ngon từ hàu. Đó là món hàu sốt cà chua. Đây, mình có một mớ hàu này. Hàu này hàu tự nhiên nhé. Mình đã sơ chế sạch sẽ rồi. Đấy, còn cà chua thì mình sẽ sử dụng 3 quả cà chua mình thái cái dạng hạt lựu như thế này. Rồi bây giờ mời mọi người xem mình làm cho vui nhé. Let's go! Rồi đầu tiên mình sẽ cho vào cái chảo này một ít dầu ăn nhé. Đây rồi mình cho vào đây một ít cái hành tỏi khô băm nhuyễn này. Đấy, khi nó thơm là mình sẽ cho hết cái số hàu vào mình đảo sơ đi. Cho cái hàu này nó săn lại cho nó thơm ngon. Đây, mình đảo sơ cái hàu này đi nhé. Mình cho vào đây một muỗng cái hạt nêm cờ no nhé. Đấy, mình đảo cho nó săn lại. Mình làm kiểu này thì hàu nó thơm ngon, nó sẽ không bị tanh. Đấy. Đấy, mọi người thấy những cái con hàu này. Đấy, những cái mặt hàu này rất là to ngon luôn. Hàu này hàu tự nhiên nhé, không phải hàu nuôi đâu. Đấy, mình để cho cái hàu nước hàu này nó sôi lại. Sôi lại là được. Nó săn, nó sôi lại. Rồi nó sôi lại như thế này là được nhé. Rồi sau khi cho số hàu ra bát thì mình tráng cái chảo đi. Mình lại cho một ít cái dầu ăn vào. Đấy, một ít thôi. Mình cho cái số hành tỏi khô còn lại vào. Đấy, mình cũng phi lên cho nó thơm. Rồi là mình lại cho số cà chua vào. Đấy. Cho cà chua vào để mình làm sốt nhé. Đấy. Ok. Mình cho vào đây một muỗng bột ngọt. Cho vào đây một ít cái bột canh nhé. Bột nêm, bột canh. Rồi mình cho vào một thìa nước. Cho một ít thôi. Cho cái cà chua này nó nhanh mềm, nhanh chín ra. Thank you.
mình làm cho cái cà chua này nó chín đi nhé. Nó chín là mình sẽ cho hàu vào. Rồi ok, mình sẽ cho hàu vào nhé. Đấy, cho cái hàu lúc nãy mình có đảo sơ qua đấy. Đấy, cho hết cái phần hàu vào. Ok. Rồi mình sốt khoảng vài phút cho nó ngấm đi là được thôi. Mình chỉ cho cái phần mặt hàu mà người nhé, còn phần nước mình giữ lại, không có cho nước vào. Mình sốt nó sình sệt thế này thôi, mình không có cho nhiều nước vào nhé. Cho nhiều nước vào là nó thành canh luôn, nó không có ngon bằng cái việc là mình sốt sình sệt như thế này. Sốt với cà chua là mình nên ít nước thôi. Này, nó sền sệt thế này này. Mình sốt vài phút cho hàu nó ngấm. Cái hàu này là nó cũng rất là nhanh chín lắm. Ăn như thế này cho nó ngon. Rồi ok, để mình tắt bếp để đưa ra đĩa nhé. Rồi đây mọi người ơi, đây mọi người trông cái đĩa hàu sốt cà chua mình vừa thực hiện có ngon không? Đây, món này làm rất là đơn giản, nhanh gọn lẹ và ăn thì rất là ngon bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe nhé. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Rồi ok.